Chào các bạn. Thì hôm nay tới cử ghiền tới nữa các bạn ơi. Đang giờ là 11 giờ trưa. Cử ghiền nó lên tới lên đột ngột. Nên tranh thủ lúc vợ đang ngủ. Lẻn sách cần đi liền các bạn ơi, trốn liền. Mà liếng này đi về không có nó chửi cho tan nát. Khổ. Cử ghiền tới nên khổ. Công việc nhà không làm. Bỏ đi câu giờ, bỏ đi câu. Câu mình trời trưa, giấc trưa nắng vậy đó. Bỏ đi câu, câu cả buổi về mà không có. Thì chuyến này xong, xách gối đi luôn, xách mình nó cho được cái mền với cái gối là đi luôn các bạn ơi. Khổ lắm. Tự nhiên đeo đeo dính vô môn này chi rồi ghiền quá các bạn ơi. Giờ có hay không có gì cũng phải xách cần đi câu hết trơn á. Có hay không có gì cũng xách đi quăng tạc lạc gì cho cái đã ghiền cái về vậy đó các bạn. Thì tháng này mùa này mùa lạnh rồi cá thì nó cũng cá mắm gì cũng ít ăn lắm. Gió các bạn nghe không? Hù. Quá trời gió luôn á. Thì chưa nắng nè. Chưa nắng mà gió gì nữa. Rồi bây giờ thì chăn thanh gió mát ha. Về mà không có cá vợ nó chửi cho tan nát. Rồi đi thôi các bạn ơi. Đi mà cũng gầu lắm. Giá giờ có. Cả kia ngựa ở ao này, cỡ sao ngươi phải nấp hoài dưới đây? Con mồi ta nó bơi rất hay, nếu ngươi có giỏi đổ ngươi táp mồi. Ôi, lên này các bạn ơi, lên nè. Qua qua táp cái hụt được theo táp nữa các bạn ơi, quá phê luôn các bạn ơi. Rồi hey, mùa lạnh mà mồi nổi mà giờ cú táp vậy là im nha các bạn, quá phê luôn. Mùa lạnh mà được mồi nổi mà được gượt theo một cú táp vậy là phê các bạn ơi. Buffet rồi ở đây đi.
Ở đây đi, anh lấy cái giỏ vô nha. Rồi đây, dưa hấu lập công nha các bạn ơi. Đây, dưa hấu lập công tuốt vô bản họng rồi. Rồi. Em này 300g nha các bạn. Vô bị thôi. Thôi đi hồi giờ chưa giờ mà đâu có hên được có con các bạn ơi. Gió quá trời hết điểm câu luôn rồi. Câu vòng quăng vòng vào không con nào ăn hên được có con đó thì sao thì cũng bữa nay nó phái ăn dưa hấu hay gì các bạn ơi. Bằng với mấy đường dính rồi. Tưởng đâu cũng ấm im lắm rồi. Rồi đi một hơi nữa. Mớm tới giờ luôn, rồi về luôn. Rồi về nhà chưa dám vô nhà nữa các bạn ơi. Đang nằm chưa dám vô nhà, đang nằm võng ở sau chuồng gà chuồng chim. Nó đang ở sau chuồng gà chuồng chim chưa dám vô nhà nữa. Được có con một mà. Thường thường đi về 4-5 con nó trốn đi có con một. Rồi thôi mình xin dừng clip tại đây nha. Chúc tất cả mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào nha. Bye bye và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.